Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Thưa quý vị, dựa trên nền tảng của chiếc Ferrari Roma, mới đây thì hãng siêu xe đến từ nước Ý đã cho ra mắt một biến thể mùi mềm với tên gọi Ferrari Roma Spider. Tại sự kiện ở Marrakech, Maroc, hãng xe thể thao đến từ Italia, Ferrari, đã cho ra mắt khách hàng mẫu xe Roma Spider, biến thể mùi trần của mẫu Roma. Roma Spider có phần mùi đóng mở trong 13,5 giây ở tốc độ 60 km/h. Phần mùi cũng có nhiều tùy chọn cá nhân hóa, bao gồm các loại vải cao cấp và đường chỉ khâu tương phản. Nhờ sử dụng mùi vải chiếm ít không gian, nên xe có thêm một cửa nhỏ thông ra cốp ở tựa lưng phía sau, nhằm cho phép chở những vật dụng dài như bộ gậy golf. Tuy nhiên, Ferrari cho biết cốp xe chỉ có dung tích là 255 lít. Các chi tiết nội ngoại thất khác của xe mang nhiều nét tương đồng với bản coupe. Giống như bản mùi cứng, Roma Spider vẫn sử dụng động cơ 3,9 lít V8 tăng áp kép, công suất 621 mã lực và mô men xoắn 760 Nm. Sức mạnh truyền tải thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,4 giây và tốc độ tối đa là 320 km/h. Hiện tại, giá bán của bản này vẫn chưa được Ferrari công bố.